Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc, thời gian qua, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân luôn được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh duy trì, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Thời gian qua, công tác khám chữa bệnh được quan tâm ở các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ người bệnh. Ước tính trong 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khám bệnh toàn tỉnh trên 222.000 lượt người. Tổng số người điều trị nội trú trong toàn tỉnh gần 22.000 người. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân trong toàn tỉnh gần 60%. Để người dân yên tâm khám chữa bệnh, trong nhiều tháng qua, ngành y tế tỉnh đã và đang tập trung cho công tác đấu thầu, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ các thủ tục vướng mắc, đồng thời chủ động điều chuyển thuốc, trang thiết bị y tế giữa các đơn vị, nỗ lực không để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 8.500 trẻ em được sinh ra, tăng hơn 2.700 trẻ so với cùng kỳ. Trong đó có 95 trẻ là con thứ ba trở lên. Các chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình đều đạt kế hoạch đề ra. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2023 có 8.405 trẻ sinh ra được tầm soát sơ sinh năm bệnh, đạt 98,88% so với số trẻ sinh. 5.116 lượt thai phụ được tầm soát trước sinh 4 bệnh, đạt 97,33% trên tổng số thai phụ được sàng lọc trước sinh. Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân cho 947 cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn, đạt 99,78% trên tổng số cặp kết hôn đúng hẹn. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh năm 2023. Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, phấn đấu 95% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực về phòng chống tác hại thuốc lá để tổ chức thực hiện môi trường không khói thuốc và tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về phòng chống tác hại thuốc lá, phấn đấu 100% cơ quan hành chính của tỉnh quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà, 601 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. Qua đó nhằm tăng cường việc thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Long An, góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường sống. Việc đánh giá thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã được thực hiện hàng năm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm tiếp theo không đạt bộ tiêu chí thì phải rút danh hiệu đã công nhận. Trong năm 2022, qua kiểm tra đánh giá, có 55 xã, 1 phường và 1 thị trấn thuộc 15 quyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế được áp dụng để đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của toàn xã, phường, thị trấn. Mục đích chính của Bộ Tiêu chí nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở từng vùng miền. Thưa quý vị và các bạn, cảnh quan môi trường đô thị luôn được xem là một phần quan trọng của bộ mặt thành phố. Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Tân An đã phát động các phong trào bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo người dân cùng tham gia. Mới đây, tại phường 1 đã phát động mô hình giờ cộng đồng với các hoạt động chủ yếu như thu gom rác, dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường được diễn ra vào mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần. Đây là một trong những mô hình đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân trên địa bàn phường. Kiện phải vệ sinh môi trường thông thoáng, rồi không có biển quảng cáo, rồi vận động nhân dân làm vệ sinh. Hình chúng tôi là muốn thực hiện không phải riêng ngày hôm nay mà sẽ dài về sau, tức là hàng tuần phải vận động người dân tự mình ý thức làm vệ sinh ở đường phố. Phối dẫn với lại Ủy ban nhân dân phối hợp để triển khai cái thực hiện cái mô hình giờ cộng đồng. Đây là một trong những cái mô hình rất là ý nghĩa để thực hiện cái việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, nâng cao ý thức của người dân để thực hiện chung tay cùng với phường để xây dựng các cái tiêu chí, trong đó có cái tiêu chí về bảo vệ môi trường. Nhân dân sẽ cùng với khu phố và các cái đoàn mặt trận, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân để ra quân để thực hiện quét dọn trước cái cửa nhà, khuôn viên nhà mình cho nó sạch đẹp và sạch sẽ. Mô hình giờ cộng đồng không chỉ tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực của người dân mà còn mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và xây dựng thành phố Tân An theo hướng thân thiện, văn minh, hiện đại. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai đến hết năm 2023 với nhiều chỉ tiêu cụ thể.
Kế hoạch nhằm mục tiêu duy trì, nâng cao những giải pháp được đánh giá đạt hiệu quả để triển khai thực hiện cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh vận động 100% cơ quan doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn thực hiện ký cam kết không xả rác ra đường, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Phấn đấu 95% khu phố, ấp, sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch. 70% phường, xã, thị trấn có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh tại các khu dân cư hiện hữu. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, tỉnh Long An còn tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 3.200 máy chủ, máy trạm trong cơ quan nhà nước tỉnh cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung, đảm bảo duy trì kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, kịp thời thông tin tình hình lây nhiễm và xử lý bóc gỡ mã độc khi phát hiện. Ngoài ra, 100% trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trong tỉnh được cấp nhãn tín nhiệm mạng cơ bản của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của chính quyền và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Gắn với công tác tăng cường tuyên truyền và xử lý, ngăn chặn kịp thời các tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Long An, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh duy trì vận hành Trung tâm Điều hành An toàn An ninh mạng SOC của tỉnh, đảm bảo mô hình 4 lớp theo chỉ thị số 14 ngày 7 tháng 6 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo an toàn cho 6 hệ thống thông tin thành phần thuộc Trung tâm Dữ liệu tỉnh theo cấp độ 3, gồm hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP, kho cơ sở dữ liệu dùng chung và hệ thống các ứng dụng phục vụ hoạt động nội bộ. Ngoài ra, 100% hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh hoạt động ổn định, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP, trong đó tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Điều này đặt ra những yêu cầu về ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong sản xuất. Những thay đổi về công nghệ sản xuất sẽ đòi hỏi những kỹ năng của người lao động ở mức cao hơn. Ở công ty này, những công nhân như anh Phùng Hữu Nam có thể vừa làm công việc lắp ráp thiết bị, nhưng anh cũng có thể tham gia vào việc lập trình ở mức độ thấp khi được yêu cầu. Kỹ năng số không chỉ là đòi hỏi của công việc mà còn là nhu cầu tự thân. Chúng ta không thể đứng lại khi mà sau đó đang phát triển được, thì như thế nó sẽ không có cho chúng tôi nữa. Và bản thân tôi cũng nghĩ là sau khoảng 5 năm và 10 năm nữa, nếu như bản thân tôi không tự vận động, không tự phát triển để mà nâng cấp mình lên, thì tôi nghĩ là cô Việt Nam chúng tôi lúc đấy sẽ rất là khó. Số liệu cho thấy có khoảng gần 150.000 công nhân mất việc làm trong quý 1 năm nay, chủ yếu lĩnh vực gia công và lắp ráp. Trong khi đó, nghề nghiệp kỹ năng cao bao gồm công nghệ thông tin, y tế, khoa học và kỹ thuật và các chuyên gia kinh doanh và quản trị đang phát triển nhanh chóng về số lượng người lao động. Tuy nhiên, hiện số lượng việc làm trong các lĩnh vực này chỉ chiếm chưa tới 10% trong tổng số việc làm. Để có thể đáp ứng nhân sự chất lượng cao thì tìm kiếm rất là khó, bởi vì hầu như tất cả nhân sự chất lượng cao bây giờ không phải chỉ là công ty của chúng tôi mà hầu như các công ty khác cũng đi săn tìm rất là nhiều. Để có được nhân sự này thì bên cạnh cái việc mà tuyển dụng thì như tôi đã chia sẻ, đó là vấn đề đào tạo, đó là vấn đề phải đi song song. Với tỷ lệ lao động kỹ năng cao chỉ đạt 11,6%, lao động Việt Nam được đánh giá là kém cạnh tranh hơn về trình độ kỹ năng so với một số thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Philippines hay Malaysia. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng nếu tỷ lệ lao động kỹ năng cao tại Việt Nam quá thấp và không đủ để đáp ứng với tốc độ phát triển của chuyển đổi số, khoảng 2 triệu việc làm tại nước ta sẽ bị mất đi tính đến năm 2045. Pháp đang chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu, song chưa chuẩn bị tốt để sẵn sàng ứng phó và chưa có bước đi cụ thể để giảm đáng kể lượng phát thải. Đây là nhận định do một cơ quan nghiên cứu độc lập về biến đổi khí hậu của Pháp đưa ra.
Báo cáo cho biết, trong năm ngoái, Pháp ghi nhận mức nhiệt cao hơn 2,9 độ C so với nền nhiệt trung bình giai đoạn 1991-2020. Mức nhiệt cao kỷ lục và hạn hán bất thường này đã gây ra những tác động nghiêm trọng, khiến hàng ngàn người thiệt mạng, gây cháy rừng quy mô lớn và thiếu thốn nghiêm trọng nguồn cung nước uống. Hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề với việc sản lượng thu hoạch giảm từ 10% đến 30%. Cùng với đó, hạn hán cũng khiến một số loài động vật lưỡng cư gần như không sinh sản và loài thủy cầm sinh sản thấp hoặc bất thường. Đáng chú ý là báo cáo cho rằng tất cả những tác động này đều vượt ra ngoài khả năng ứng phó của hệ thống quản lý và ngăn chặn khủng hoảng của Pháp hiện nay. Tổ chức thực hiện báo cáo kêu gọi Paris thúc đẩy một chính sách kinh tế sâu rộng, trong đó tính đến sự chung tay đóng góp tài chính của khu vực công và tư ở mức 30 tỷ euro mỗi năm từ nay đến năm 2030 để có thể chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải carbon thấp. Theo các số liệu vừa công bố của cơ quan thống kê Liên bang Đức, lạm phát của nền kinh tế đầu tàu châu Âu trong tháng 6 năm nay đã tăng trở lại sau nhiều tháng giảm tốc. Cụ thể, theo các số liệu ban đầu, tỷ lệ lạm phát của Đức đã tăng từ mức 6,1% trong tháng 5 vừa qua lên 6,4% trong tháng 6, cao hơn dự báo mà giới phân tích đưa ra. Đặc biệt, tại 5 bang kinh tế trọng điểm gồm Nordrhein-Westfalen, Bayern, Brandenburg, Hessen, Baden-Württemberg, tỷ lệ lạm phát đã tăng tới 6,9%. Với số liệu trên, tình trạng lạm phát của Đức được dự báo sẽ còn gặp gần. Theo các chuyên gia kinh tế, mức tăng trên là do tác động bất lợi so với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm lạm phát giảm do chính phủ Đức áp dụng các chính sách bù đắp chi phí năng lượng tăng cao. Khi đó, chính phủ Đức đã tung ra giá đi lại các phương tiện công cộng trong cả nước vào mùa hè là 9 euro một tháng và giảm thuế nhiên liệu. Hiện giá vé phương tiện công cộng vẫn áp dụng đồng giá, song ở mức cao hơn đáng kể là 49 euro một tháng. Hai công ty viễn thông đa quốc gia là Vodafone và Hutchison cho biết sẽ hợp nhất hoạt động tại Anh, qua đó tạo ra một nhà mạng di động lớn nhất tại nước này để thúc đẩy cạnh tranh với tổng giá trị đầu tư lên tới 14 tỷ đô la Mỹ. Theo thỏa thuận giữa hai bên, Vodafone sẽ nắm giữ 51% cổ phần của doanh nghiệp hợp nhất, trong khi Hutchison nắm giữ 49% cổ phần. Lãnh đạo Vodafone UK và giám đốc tài chính Three UK, công ty con của Hutchison, cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet tại Anh, sẽ cùng quản lý nhà mạng di động mới này. Vodafone hiện là nhà khai thác mạng di động lớn thứ ba tại Anh, trong khi Hutchison ở vị trí thứ tư. Dự kiến hai bên sẽ đầu tư 14 tỷ đô la Mỹ cho công ty mới tại Anh trong 10 năm tới, với mục tiêu tạo ra một trong những mạng 5G tiên tiến nhất châu Âu. Nếu thỏa thuận được hoàn tất, nhà mạng hợp nhất này sẽ có khoảng 27 triệu khách hàng với thị phần vượt qua hai nhà mạng đứng đầu hiện nay là EE và O2. Tuy nhiên, thỏa thuận trên sẽ phải vượt qua những đánh giá khắt khe đến từ giới chức quản lý viễn thông của Anh, vốn trước đó đã lên tiếng phản đối thương vụ này với lý do ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trên thị trường. Hãng sản xuất xe ô tô General Motors của Mỹ và công ty Samsung SDI sẽ hợp tác xây dựng một nhà máy sản xuất pin cho xe ô tô điện tại bang Indiana của Mỹ. Thông tin này vừa được giới chức bang Indiana công bố. Theo đó, nhà máy liên doanh giữa General Motors và Samsung SDI được xây dựng gần New Calais với số vốn đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2026, nhà máy dự kiến sẽ đạt công suất 30 GW một giờ mỗi năm và tạo ra 1.700 việc làm. Theo ban lãnh đạo Samsung SDI, nhà máy mới sẽ cung cấp hàng triệu đơn vị pin cho xe điện trên khắp Bắc Mỹ. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy này sẽ có mức độ an toàn và chất lượng tốt nhất. Mỹ đang tích cực hỗ trợ các dự án xây dựng các nhà máy sản xuất pin phục vụ ngành xe điện nội địa. Bộ Năng lượng Mỹ đã hoàn tất khoản vay 2,5 tỷ đô la cho xây dựng liên doanh sản xuất pin của General Motors, LG Energy vào cuối năm ngoái. Hai công ty này đang xây dựng một nhà máy sản xuất pin trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ ở Michigan và dự kiến sẽ vận hành vào năm 2024. General Motors đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng pin và đảm bảo công suất linh kiện để cố gắng bắt kịp hãng xe điện hàng đầu thế giới Tesla của tỷ phú Elon Musk. Hãng xe lớn nhất nước Mỹ này đặt mục tiêu sản xuất 400.000 xe điện ở Bắc Mỹ giai đoạn 2022-2024 và tăng lên 1 triệu xe vào năm 2025. Bức chân dung một phụ nữ của nghệ sĩ người Áo Gustav Klimt vừa được bán đấu giá với số tiền lên tới 85,3 triệu bảng Anh, tương đương 108,4 triệu đô la Mỹ vào ngày 27 tháng 6 vừa qua. Đây là mức giá kỷ lục đối với một tác phẩm nghệ thuật từng được bán tại châu Âu. Theo đại diện Helena Newman của hãng đấu giá Sotheby's, tác phẩm cuối đời Lady with a Fan của họa sĩ Klimt là hiện thân của một cuộc dạo chơi về kỹ thuật vượt qua ranh giới, là lời ngợi ca chân thành về vẻ đẹp tuyệt đối.
Chiến thắng trong lần đấu giá này là một công ty tư vấn nghệ thuật có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc, đại diện cho một nhà sưu tập cá nhân giấu tên. Trước đó, bức tranh từng được bán với giá 11,6 triệu đô la Mỹ cách đây 30 năm. Mức giá cao nhất trước đây cho một bức tranh được bán đấu giá tại châu Âu là tác phẩm của Claude Monet vào năm 2008 với giá 80,4 triệu đô la Mỹ. Trong khi kỷ lục cho bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào được bán đấu giá ở châu Âu được thiết lập bởi bức tranh đồng Walking Man 1 của Alberto Giacometti với giá 104,3 triệu đô la Mỹ vào năm 2010.